Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100.000 token Stat. Đây là một cái chain của NFT các bạn. Thì để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở Ethereum Stat Chatbot. Airdrop này nó sẽ end vào ngày 27 tháng 6 và phong phối vào ngày 28 tháng 6 các bạn. Các bạn làm nhanh các bạn, bấm cho airdrop nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Rồi bắt up lên nè, join tiếp kênh seller nè các bạn. Thì con chắc của nó thì các bạn vô đây các bạn con chắc manage của nó vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm research nè. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn đã join vào group nè. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và retweet tăng 3 người bạn nhé, hashtag này các bạn. Xin tờ Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn chích dẫn bây giờ đưa game nhé, hashtag tăng 3 người bạn của mình nha các bạn. Rồi các bạn tờ tweet lại nè. Sau khi tờ tweet đi xong các bạn điền lại username Twitter của tất cả bạn đã follow dán nè. Thì bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn ra thì sẽ username Twitter của bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với mình bsmartchain bet 20 trên di chúc của mình nha các bạn. Rồi bạn sao chép này. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục còn bấm nhà mi balance đi check số cào cũng được các bạn. Ok mình đã nhận được 100.000 start nè. Các bạn ghép mình chia sẻ bạn bè người thân để kiếm được cặn các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.